cảm thấy đây là một trong những món ăn rất là ngon, rất là ngon trong một số nhiều món ăn vặt ở Sài Gòn này. Tôi đến đây thường xuyên thì tôi thấy đây cúc chiên rất là giòn và nóng, thì tôi ăn không bỏ sót lại trừ xương. Chim cút chim ở đây nó có đồ ăn kèm như là xoài chua, đồ chua, rau thơm, mình không có bị ngán. Món nước chấm bánh mì rất là vừa ăn. It's really good. Look at the camera. The bread and the meat, the seasoning, unbelievable. It is tender. It feels really, really good. This is the first time I've had quail cooked this way. And the neck was pretty good too. Tell them how you love them.